Cuối cùng thì được 1 điểm nữa, 2 điểm. Chị là... Rồi, đợi cô có được 1 điểm rồi đúng không? Không, đợi nó được đúng không? 1 2 điểm. 1 đều. Đánh. 1. 2, 3. Hội đồng, hội đồng kìa. Ủa, thằng chiếm 1 thằng. Ok, cố lên. Hai thằng này nó đang gọi là... Đóng ghét ra quá, cái đánh ra chứ. Đánh chết à con. Chị đánh nhau luôn á. Đúng, cứ lên được. Rồi, thôi cái này không tính. Ok, giờ này không tính nha. Đúng, này không tính cái gì. Giờ này không tính nha, đủ. Giờ này không tính, chị bị đảo bị phản bội. Đúng rồi. Phản lưới nhà, nó gọi là phản lưới nhà. Phản lưới nhà. Hồi nãy con chỉ bóng đánh nhau rồi. Đúng rồi. Với lại con hồi nãy con với thằng đổ bánh dao luôn á hai á. Đúng rồi. Dài lâu quá trời. Đỏ chứ. Rồi, xong thêm luôn.